Vậy là Hà Thu đã đúng, nhưng quan trọng là gói tiền thưởng của Hà Thu là bao nhiêu? Hãy cùng xem. 1 triệu. 1 triệu. 1 triệu. 1 triệu. 1 triệu. 1 triệu. Trời ơi, xui vậy. Thấy em linh không? Không, cái này á là biết sao em cũng trình dài vô. Biết sao không? Để nói rồi. Vậy mà nói cho được á hả? Xui quá, thật xui quá. Nói 25 triệu kêu thằng này đoán không đúng. Nói vậy sao em luôn đi nha. Hà Thu à, anh chỉ nói với em là Quang Trung và Thu Ca sẽ chỉ đúng những thứ không đáng đúng thôi. Thì anh nói nhanh nếu mà. Cũng giống như ai đoán Quang Trung nói đúng nghề mà lại sai số tiền. Em cố tình á. À, vậy thì lần này em hãy nói cho mọi người biết em cố tình đoán số tiền này bao nhiêu nào. Em cố tình đoán số này là 25 triệu. A few moments later. Vừa rồi em có nhớ Quang Trung đoán sai nghề nghiệp đó. Này là... Sai nghề nghiệp đó. Này là... Sai nghề nghiệp đó. Này là... 25 triệu. Giờ thay luôn là em hết còn giá trị rồi, ngồi đây luôn anh. Là em làm nghịch lắm. Quang Trung thì đã đoán sai nghề nghiệp rồi. Thì là phải đúng cái tiền. Có đúng số tiền không? Em nghĩ chắc chắn đúng số tiền, 25 triệu nằm đây. Mọi người có chắc chắn muốn mở này ra không? Tại mở này chắc chắn là mất hai đứa em đây luôn á. Tiền trống, buồn lắm. Không sao đâu em. Em hãy làm quen dần với những gì mà Puka đã chịu suốt những năm qua đi. Ước lắm. Xin mời. Tiền thưởng. Quang Trung đoán đúng số tiền thì sai nghề nghiệp. Sai tiền thì đúng nghề nghiệp. Sai nghề nghiệp thưởng đó. Này là... Ôi trời ơi. Ôi trời ơi. Phát biểu đôi lời đi em. Trong những lúc như thế này em hiểu được cảm giác như thế nào là bẻ mà. Bẻ chưa? Bẻ chưa? Hay chị bẻ cho?